Xin kính chào quý vị khán giả thân mến của kênh Tin Tức Online. Trong bản tin mới nhất về bóng chuyền hôm nay, chúng tôi trân trọng gửi đến quý vị rất nhiều thông tin mới và nóng hổi, nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Thông tin đầu tiên, trang bóng chuyền quốc tế đã gây ra một nhầm lẫn lớn khi công bố thành tích đứng đầu giải thế giới của ngôi sao bóng chuyền Việt Nam sau chiến thắng lịch sử. Sự nhầm lẫn này không chỉ khiến người hâm mộ bất ngờ mà còn làm dấy lên nhiều thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn thể thao. Tiếp theo, ba tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam đang tràn trề hy vọng tham dự giải thế giới tiếp theo trong năm nay. Sau những màn trình diễn ấn tượng và sự cống hiến không ngừng, các tuyển thủ của chúng ta đang nhận được sự chú ý đặc biệt từ ban tổ chức và các chuyên gia bóng chuyền quốc tế. Đây là một tin vui lớn, mở ra cơ hội và thách thức mới cho bóng chuyền nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Và cuối cùng, một thông tin đầy tự hào khi bé hạt tiêu của bóng chuyền nữ Việt Nam bất ngờ vượt qua 8 ngôi sao thế giới, giành được vinh dự lớn trong sự nghiệp. Sự nỗ lực và tài năng của cô đã được công nhận trên phạm vi toàn cầu, đưa tên tuổi của bóng chuyền Việt Nam lên một tầm cao mới. Thành tích này không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là động lực lớn cho toàn đội tuyển, hứa hẹn những thành công rực rỡ trong tương lai. Và ngay sau đây là những tin chi tiết. Thông tin đầu tiên, trang bóng chuyền quốc tế nhầm lẫn lớn về thành tích đứng đầu giải thế giới của ngôi sao Việt Nam sau chiến thắng lịch sử. Chiều ngày 7 tháng 7, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng 3-1 Bỉ, 25, 23, 23, 25, 25, 20, 25, 17 ở trận tranh hạng 3 tại FIVB Challenger Cup 2024. Với chiến thắng này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam leo lên vị trí 32 thế giới và được cộng 6,3 điểm thành 112,73 điểm. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước một đội bóng châu Âu ở FIVB Challenger Cup. Theo thống kê của trang chủ Liên đoàn bóng chuyền thế giới, FIVB, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đứng đầu FIVB Challenger Cup 2024 ở 3 thông số quan trọng: vận động viên ghi điểm nhiều nhất, vận động viên tấn công xuất sắc nhất và vận động viên phòng thủ xuất sắc nhất. Đây là một thành tích ấn tượng và đáng tự hào, cho thấy sự phát triển vượt bậc của bóng chuyền nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Ngôi sao Bích Tuyền đã xuất sắc đứng đầu giải FIVB Challenger Cup 2024 ở thông số ghi điểm nhiều nhất với 77 điểm và tấn công xuất sắc nhất với 73 điểm. Cô đã chứng tỏ được tài năng và khả năng ghi điểm vô cùng ấn tượng, góp phần quan trọng vào thành công của đội tuyển. Không chỉ có Bích Tuyền, Khánh Đan cũng được vinh danh là vận động viên phòng thủ xuất sắc nhất giải đấu. Với tổng cộng 58 lần đỡ bóng, trong đó có 40 lần thành công, Khánh Đan đã thể hiện sự chắc chắn và kiên định trong phòng ngự, làm nên một hàng rào vững chắc cho đội tuyển. Tuy nhiên, một sự nhầm lẫn đã xảy ra khi trang thống kê bóng chuyền Volleybit ghi nhận Nguyễn Thị Trinh là vận động viên tấn công hay nhất tại FIVB Challenger Cup 2024, trong khi Bích Tuyền mới chính là người xứng đáng được vinh danh ở vị trí này. Nguyễn Thị Trinh là vận động viên ghi điểm nhiều thứ hai của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải đấu với 21 điểm, xếp sau Bích Tuyền. Trong khi đó, Trần Thị Thanh Thúy đứng thứ 3 với 18 điểm và Kiều Trinh xếp thứ 4 với 11 điểm. Những thành tích ấn tượng này không chỉ phản ánh tài năng cá nhân của các vận động viên mà còn là minh chứng cho sự phối hợp ăn ý và chiến thuật hợp lý của toàn đội. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chứng tỏ được sức mạnh và khả năng cạnh tranh ở cấp độ quốc tế, hứa hẹn sẽ còn đạt được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. FIVB Challenge Cup là giải đấu cấp độ 2, sau này xứng league của Liên đoàn bóng chuyền thế giới và quy tụ 8 đội bóng đến từ châu Á, châu Âu, châu Phi và châu Mỹ. Để có suất tham dự sân chơi này, đội tuyển nữ Việt Nam đã vô địch giải đấu cấp châu lục AVC Challenge Cup 2024. Mùa giải năm ngoái, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt dừng bước ngay sau trận đấu ra quân khi thất bại 0-3 trước Pháp, đội bóng sau đó giành chức vô địch và lên chơi tại FIVB Nations League 2024. Dù vậy, bước tiến vượt bậc đã thể hiện trong lần tham dự FIVB Challenger Cup 2024 của các tay đập Việt Nam khi các học trò của huấn luyện viên Tuấn Kiệt giành vị trí thứ 3. Với cá nhân Bích Tuyền, đây là giải đấu thứ 2 mà cô tỏa sáng ở nước ngoài, sau AVC Challenger Cup 2024, giải đấu mà vận động viên này đoạt danh hiệu MVP, vận động viên xuất sắc nhất. Thông tin tiếp theo, ba tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam tràn trề hy vọng tham dự giải thế giới tiếp theo trong năm. Sau khi cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xuất sắc giành hạng 3 chung cuộc ở Challenger Cup 2024, có 3 tuyển thủ của chúng ta còn cơ hội tham dự một giải thế giới nữa trong năm nay. Với tư cách là đương kim vô địch bóng chuyền nữ quốc gia, câu lạc bộ Ninh Bình LVPB sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự giải vô địch bóng chuyền các câu lạc bộ châu Á vào trung tuần tháng 9 năm 2024. Khác với những giải trước đó,
châu Á chỉ có một suất tham dự giải vô địch thế giới các câu lạc bộ dành cho đội vô địch các câu lạc bộ châu Á thì bắt đầu từ năm 2024, châu Á sẽ có hai suất tham dự giải vô địch thế giới các câu lạc bộ gồm đội vô địch và đội Á quân giải vô địch các câu lạc bộ châu Á. Như vậy, nếu vào đến trận chung kết giải vô địch các câu lạc bộ châu Á thì Ninh Bình LVPB sẽ giành quyền tham dự giải vô địch thế giới các câu lạc bộ diễn ra từ ngày 17 tháng 12 đến ngày 22 tháng 12 năm 2024 tại Trung Quốc. Giải vô địch thế giới các câu lạc bộ năm nay đã xác định được 6 đội góp mặt gồm 2 đội vào chung kết Champions League châu Âu là Imoco Conghilian và Vero Milano, 2 đội đại diện cho khu vực Nam Mỹ gồm Minas và Dentil Praia đều của Brazil, đại diện cho châu Phi là câu lạc bộ đến từ Ai Cập Zamalek và một câu lạc bộ đại diện cho chủ nhà Trung Quốc. Chỉ còn 2 suất tham dự chưa được xác định chính là 2 đội vào chung kết giải vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á 2024. Nếu Ninh Bình LVPB vào chung kết giải vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á 2024 thì 3 tuyển thủ quốc gia của câu lạc bộ này gồm Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh và Lê Thanh Thúy sẽ một lần nữa góp mặt ở một giải đấu tầm thế giới sau khi đã cùng tuyển Việt Nam giành hạng 3 chung cuộc ở Challenger Cup 2024. Và cuối cùng bất ngờ tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam vượt qua 8 ngôi sao thế giới, giành vinh dự lớn trong sự nghiệp. Nhỏ nhưng cóp vỏ, Khánh đang khiến người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam và giới chuyên môn ngã mũ với những màn trình diễn quá xuất sắc ở Challenger Cup vừa qua. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa thi đấu rất thành công ở Challenger Cup 2024 và xuất sắc giành hạng 3 chung cuộc. Ngoài Bích Tuyền thì Khánh Đăng là một trong những gương mặt nổi bật và góp công lớn vào thành tích lịch sử của chúng ta. Theo thống kê, libero người Long An có tới 40 pha cứu thua thành công ở Challenger Cup 2024 và là vận động viên phòng ngự hàng sau xuất sắc nhất giải. Xếp sau Khánh Đăng là 8 ngôi sao quốc tế gồm có libero Sara Vengas của Puerto Rico, 35 pha cứu thua, chủ công Manon Sagi của tuyển Bỉ, 33, chủ công Paula Nicole Santiago Cabrera của Puerto Rico, 30, chủ công Mikaela Malenkova của Cộng hòa Séc, 30, chuyền hai Uimari Rivera của Puerto Rico, 28, chủ công Stephanie Rivera của Puerto Rico, 28, chủ công Helena Havenkova của Cộng hòa Séc, 27, và libero Veronika Dostalova của Cộng hòa Séc, 26. Tính riêng ở tuyển Việt Nam thì dĩ nhiên Khánh Đăng cũng xếp số 1 ở chỉ số chuyên môn này. Xếp sau cô gái sinh năm 2000 này là đàn chị Trần Thị Thanh Thúy với 24 pha cứu thua thành công. Ngoài khả năng phòng ngự hàng sau tuyệt vời, Khánh Đăng còn xuất sắc lọt vào top 5 vận động viên chơi chuyền một tốt nhất tại FIVB Challenger Cup 2024 với 10 tình huống đỡ bước một thành công. Trong đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Khánh Đăng chỉ xếp sau Thanh Thúy với 11 lần bắt bước một thành công. Đặc biệt, Tú Linh cũng có cùng số lần bắt bước một thành công như Khánh Đăng, khẳng định sự đồng đều và chất lượng của đội hình. Không chỉ tỏa sáng tại FIVB Challenger Cup 2024, Khánh Đăng đã nhiều lần chứng minh tài năng của mình ở các giải đấu quốc tế. Tại giải vô địch các câu lạc bộ nữ thế giới 2023, Khánh Đăng đã chơi vô cùng xuất sắc dù phải đối mặt với nhiều ngôi sao tấn công đến từ các nền bóng chuyền hàng đầu thế giới. Dù tuyển Việt Nam không thể vượt qua vòng bảng, Khánh Đăng đã có 21 pha cứu thua thành công chỉ trong 2 trận đấu, trở thành vận động viên phòng ngự hàng sau xuất sắc nhất giải. Cô thậm chí còn xếp trên cả những huyền thoại đương đại của làng bóng chuyền nữ thế giới như Bokovic và Gabi. Với rất nhiều màn trình diễn xuất sắc, Khánh Đăng được giới chuyên môn đánh giá là libero số 1 của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại. Thậm chí, libero huyền thoại Tạ Diệu Linh còn ca ngợi Khánh Đăng là libero xuất sắc nhất trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam. Đây là một sự công nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ và tài năng vượt trội của cô. Khánh Đăng không chỉ là niềm tự hào của bóng chuyền nữ Việt Nam mà còn là nguồn cảm hứng lớn cho các vận động viên trẻ. Sự cống hiến và đam mê của cô chắc chắn sẽ tiếp tục đưa bóng chuyền Việt Nam tiến xa hơn trên đấu trường quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất và hấp dẫn nhất về các vận động viên và giải đấu, mong quý vị tiếp tục đồng hành và ủng hộ. Xin cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và ủng hộ.